Xin chào cả nhà. Hôm nay hai đứa em đang có mặt ở Đà Lạt và ghé cái quán chèo quen thuộc. Lần nào đi Đà Lạt em cũng ghé đây, đó là quán chè Hiếp. Đây em vừa gọi cái món chè thơm và thơm như là chè nông. Chứa từ. Và đây là chè thập cẩm. Chè thập cẩm có miếng ở dưới mình chưa? Cấm dẹp. Ở đây chè cũng giống như giá ở dưới quê mình đó, 15k một ly. Mời cả nhà nhìn em ăn nha. Chè thơm. Sao lại gọi là chè thơm đó? Ở đây họ có đậu xanh, đậu xanh với đậu phộng, bột khoai, nước cốt dừa và khổ tay. Ăn nóng cũng rất là ngon. Lạnh thì ngon hơn. Ăn cục dai dai, cục vuông vuông mà dai. Giờ tính là cục không là cục đấy. Này giống như là chè chuối ở dưới mình vậy cả nhà, nhưng mà này không có chuối. Không có đá thì hơi ngán. Tại vì em tính đâu chè thân là cái cục mà dai dai, nó như bột bột năng á. Lần nào ra Đà Lạt em cũng phải ghé ăn cái chè này. Tại sao kêu là chè Hé? Tại vì cái quán thường thường người Đà Lạt lạnh. Thường Đà Lạt rất là lạnh nên cái quán người ta chỉ mở Hé Hé thôi, người ta gọi đó là chè Hé. Em nói không ai tin, dân nói chè Hé là em đặt không mà người ta. Cái tên của nó là chè Hé thiệt. Ở đây có chè chuối, chè bắp, chè trôi nước, chè đậu, chè đá. Chè nóng thì 8.000 một ly, còn chè đá thập cẩm thì 15.000 một ly. Ở xong rồi có cho mình một cái bình trà nóng mình uống nó đỡ ngọt. Cho một ly chè như thế này thì quá rẻ. Còn chén của em thì chỉ có 8.000 thôi. Cho con ly thập cẩm đem về đi nghe chứ. Một ly thập cẩm đem về. Ăn ở đây ngại quá, ăn hai ly ngại quá. Cả nhà có đi Đà Lạt có thì ghé định vị là quán chè Hé là hí. Cái tiền. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Giờ em sẽ đi dạo chợ đêm Đà Lạt, em đi ăn bánh canh nướng, uống sữa đậu nành và ăn ly chè Hé thập cẩm của em. Cảm ơn cả nhà đã xem nhé. Bye bye. Đi gió.